như thằng anh đẹp trai vậy hả? Hả? Ồ, thằng anh biết chơi game luôn rồi, giỏi quá. Giỏi kìa. Lên cầu bồng nè, lên cầu bồng nè. Ồ, dữ chưa? Thằng anh nhớ cậu không? Thằng anh ơi. Anh à. Anh làm gì đó? Chơi hả? Thằng anh chơi hả? Chơi đi. Không biết thằng anh, không biết, không biết, không biết. Không biết. Không biết. Oh, let's play game. Rồi, hello các bạn nha. Chào các bạn buổi sáng. Lại thêm một ngày nóng quá các bạn ơi. Sáng sớm mới có 8 giờ mà nhiệt độ, mà các bạn nhìn bầu trời mà nó gì nè, mà cái mùi trong không khí đó, nó hôi mùi cháy lắm, nó không có tốt mà các bạn thấy không, mấy cây mãng cầu của mình nè, mà yếu là cháy đọt nè, thấy không. Nói chung ra là mình tưới là mỗi ngày luôn nha các bạn, tưới nước là mỗi ngày luôn á. Cái cây mãng cầu này là mình thiếu muốn gần hết rồi, mình bỏ nhiều lắm, mình bỏ thêm là mình thấy nó cũng không có phát triển tốt á, nên giờ này mà có ly nước này á, cái này là trà nha các bạn, sáng sớm uống trà. Công nhận á, trà nóng này á mình uống nó còn đã hơn ăn nữa, mà mình uống mình thấy cảm thấy nó sảng phái, nó đã là thôi, còn ăn vô mình cảm thấy nó không có được good, nó sao sao giống như do nóng quá đó. Mấy em này cũng ngã màu nè, nhưng mà chưa ăn được đâu, mình phải chờ cái màu của nó là mờ rồi á thì mấy cái táo này nó mới ngon. Nó cũng ngã màu các bạn thấy không, à, nó mới ngã màu thôi, cũng có thể là nóng quá. Nói chung là cây táo này cũng rất là ngon nha các bạn, nó càng già cái trái nó càng rất là ngon luôn. Nói chung là táo ngon. Ok bạn, cho em muốn gần hết ly luôn à. Thì hôm nay mình thu hoạch táo GA866 cho người bạn nha các bạn. Thì mình đi mình kiếm trái chín, mỗi ngày đều có trái chín, tại các bạn hái phải đúng lúc các bạn. Mấy trái gì nè ăn rất là ngon luôn các bạn, nó ngọt như đường vậy đó. Mấy trái gì nè, hay là mấy trái gì cũng vậy nè, đó đã ăn là ngon lắm. Nó phải gắm nha các bạn, nó phải có cái màu gắm nắng, các bạn thấy không, nó vẫn còn bị mấy con chim lại nó mổ nè. Đó, mấy trái gì ok lắm, mấy trái gì là ok các bạn. Nói chung là mình hái bây giờ gì, còn những trái còn lại ở trên cây á nó rất là ngon nha các bạn, giống như là nó không có nuôi nhiều đó, nó nuôi chỉ còn lại một số ít á thì nó rất là ngon. Thường mình biết táo tàu là nó như vậy các bạn, hàng năm mình hái cho nên mình biết những cái trái mà còn lại là ngon lắm. Sáng sớm nè bạn thấy mình cũng tưới đẫm, tưới tới giờ nó còn ướt nhẹp nè, phải tưới đẫm nha các bạn, chứ các bạn mà tưới qua loa là cây các bạn sẽ tiêu quá nha. Đó, mình nói thiệt á, nhiều khi nước á, mình tiết kiệm tiền nước á, mà tốn tiền cây cũng vậy thôi các bạn. Cái nào cần tiết kiệm, còn cái nào mà cần xài á mình phải xài nha các bạn. Nếu hơi chết cây tốn tiền cũng vậy thôi. Có một số bạn mình biết á là tiền cây á bao nhiêu cũng dám chi cho, nhưng mà tiền nước là không dám tưới, mình cũng không hiểu luôn. Nước thì lại sợ tốn tiền nước, mình không hiểu mà. Tại cái cây nó mắc hơn, mắc tiền rất là nhiều. Ok. Nói chung ra là khi mà càng nóng á, là cái cây nó càng cần nước nhiều lắm bạn. Nó cần nước để nó lo cây, nó lo trái.
nó lo đủ thứ chứ. Có mấy trái là lạ, có mấy trái giống như cái găng ngựa vậy. Mấy trái này cũng đã lắm mà. Mấy trái gì ăn ngon. Có mấy trái khô nó rụng luôn. Mấy trái gì nè, ăn đã lắm. Mấy trái gám gám gì ăn cũng ok. Có nhiều lúc mình thích ăn cỡ này mà mình không thích nó đen. Tại vì đen cái vỏ nó hơi bị khô, còn gì thì cái vỏ nó tươi á. Mình nhai thì mình thấy nó đã hơn. Thì mỗi người có mỗi cách ăn khác nhau nha bà. Mình lại thích ăn nó còn tươi chứ nó không, nó khoảng cái gì nè, đó. Thì mình thích hơn. Có nhiều trái nó giống như có cái nấm gì nữa bà. Nó là lạ. Đó. Đó. À, mấy trái gì nè, mấy trái gì đã lắm. Mình thích mấy trái mà nó vừa gám nắng tới mà là mình khoái nhất. Nó ăn nó đã chứ không có gì hết á. Mấy trái gì nè, đã lắm. Mà anh Táo ngủ ngon lắm nha các bạn. Tối bữa nào mình cũng dứt 5-10 trái là mình thấy nó ok lắm. Mình ngủ là mấy trái mềm mềm nên bỏ nha bạn. Khi mình hái mà mình thấy nó mềm mềm rồi đó, mình nên bỏ đó. Tại vì mềm nó đó ăn đâu hết ngon rồi. Đó, mấy trái gám nắng gì nè. Ok. Cây này muốn hết rồi. Trái này giống như nó mềm xèo à, ăn không ngon. Đó, ba trái này ok nè. Mấy trái gì nè. Mấy trái gì mình ăn thử cho bạn xem nha. Biết mình phải che khẩu trang nè. Tại vì sao? Do cái không khí bây giờ nó tệ quá, nó hôi mùi cháy quá, mình hít hồi mình khó chịu vậy. Cho nên mình phải dùng khẩu trang. Với lại người ta khuyến khích đừng có nên đi ra ngoài nhiều quá, tại do không khí nó bị ô nhiễm á các bạn. Mà thiệt các bạn ơi, mình mới đầu mình không sao, hồi cái mình thấy khó chịu vậy. Những người mà giống như phổi mà không được tốt á, không nên đi ra ngoài đúng không? Rồi nó nám nó cháy hết mà mềm hết rồi bạn. Đây nè. Ok các bạn, thì mấy trái mà mềm mềm á là mình phải bỏ nha. Mình phải giữ, mình ăn mấy trái cứng thôi. Mấy trái mềm nó không có ngon. Nó giống như nó bị chín héo á. Hết ngon rồi. Đó, mấy trái mà mình cảm giác nó gắm nắng, nó chín rồi đó. Thì mình ăn. Đó, mấy trái gì ok nè. Trên đây cũng vậy. Có thể nó bị chín héo nhiều các bạn ơi. Đó. Còn cứng thì còn ok. Nhiều khi nhiều trái quá nó cũng không có tốt nữa. Nhiều trái quá nó không có được ngon các bạn ơi. Mình cảm giác nó vậy á. Ít trái thì nó lại ngon. Mấy trái mềm mềm bỏ. Cứng thì mình giữ lại. Mấy trái này ok nè. Đó, mấy trái này ok. Này mềm bỏ. Rồi, trái này ok. Mềm thì bỏ. Cứng thì giữ lại, cứng giữ lại. Mềm bỏ luôn. Nói chung là mấy trái này bị ăn gì bỏ luôn á ba. Khỏi công nó gánh nặng cái cây á. Nóng quá cái cây mình nó xà xuống luôn á ba.
nó lạ lắm, nó xà coi là mềm nè, đỏ luôn. Mình thích ăn mấy trái gì nữa bà, chứ mình không có thích ăn mấy trái mà đen đen, tại đen đen cái vỏ nó hơi khô á, rồi nó làm cho nó bị cứng. Mình thích ăn gì hơn, ăn gì thì ok hơn. Đó. Ở đây chín cũng nhiều quá ha. Mấy trái gì thì quá chín rồi. Mấy trái gì ok. Ok, giờ mình đi vòng quanh kia chứ bẻ ăn bên ngoài không được. Đó, mình hái mấy trái gì nè. Đó, mình thích mấy trái gì nữa bà. Nó bóng 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 gì nó ăn ngon lắm. Mà nó giòn mà nó đã lắm. Nói chung ra bây giờ nếu mà ai không cần đi ra ngoài á thì đừng có ra ngoài nha bạn, tại vì không khí nó bị ô nhiễm trầm trọng quá. Ý mà mình bịt khẩu trang hả bạn, mình cảm mình cũng hửi được cái mùi nữa, cái mùi này nó cũng độc lắm. Bịt khẩu trang rồi cho nó đỡ thôi chứ nó cũng bị. Còn mấy trái gì cũng ok đó, còn mấy trái gì cứ bỏ. Mấy trái chín héo gì bỏ, mềm mềm bỏ, bỏ luôn, bỏ luôn. Mấy trái gì ok lắm nè. Nói chung ra là cũng đầy à, muốn đầy rồi đó, muốn đầy cái thau này đó. Rồi mình đi tiếp một chút rồi em đi quá bỏ, còn cứng cứng thì ok. Mấy trái mà bị ăn rồi bỏ luôn. Mấy trái gì nó đã mới đã quá. Trái gì ok. Ồ, trái này bị chim ăn ổn quá vậy. Nói chung là táo tạo của mình còn rất là nhiều nha các bác, còn nhiều lắm. Ồ, mấy trái này đã nè. Mấy trái này ok. Trái này bự bự nè, đã ok lắm. Trái này bỏ đi. Mới gớt luôn, hai trái bự luôn mà. Trái này mềm mà. Trái này ok. Trái đó bị chim ăn rồi. À, trái này ok nè. Ok. Mềm thì bỏ, cứng thì mình lấy, cứng thì ok, cứng. Uh-oh.
Ok bạn ơi, thôi mình hái nhiêu đây đủ rồi, mình nghĩ nhiêu đây cũng nhiều rồi, cũng nặng lắm rồi. Giờ vô mình ngâm nước nha các bạn. Ngâm nước xong xuôi mình bỏ tủ lạnh á là ăn là ngon lắm. Mình phải rửa, thứ nhất là mình phải rửa. Rửa xong xuôi rồi ngâm nước. Cái này cũng đầy thao các bạn. Ok nha các bạn, thì mình ngâm nước xong xuôi, mình ngâm nước khoảng chừng tiếng vậy đó. Rồi mình bỏ tủ lạnh rồi sau đó mình để dành ăn từ từ. Các bạn tấu tàu các bạn, sau khi mình ngâm á, sau khi mình ngâm xong xuôi rồi mình ngâm nước chừng tiếng, nửa tiếng tiếng vậy đó, rồi mình để tủ lạnh, mình bỏ ziplock nè, mình để dành ăn hoài các bạn. À, bây giờ mấy cái trái này rất là ngon nha các bạn, tại vì nó lạnh lạnh rồi dưới giống như nó nước đầy đủ á, nó không bị khô á, ăn rất là ngon luôn. Thì mỗi buổi tối á, các bạn đem ra chừng 10 trái, 20 trái các bạn ăn trước khi đi ngủ vậy đó. Ăn xong rồi đánh răng súc miệng rồi đi ngủ. Nhưng mà nó giúp ngủ ngon lắm nha các bạn. Thiệt á, cái này táo tàu này nó giúp ngủ ngủ rất là sâu. Ngủ đến nỗi mà mình thức dậy á, mình còn cảm giác buồn ngủ nhưng mà nó đã lắm. Ok các bạn, thì cái đó là cái cách mình ăn táo. Mình hái, hái xong xuôi rồi cái mình ngâm khoảng chừng nửa tiếng tiếng vậy đó. Rồi xong xuôi bỏ vô ziplock vậy nè, rồi đưa đem đút tủ lạnh để dành từ từ ra. Cái bịch này cũng nhiều lắm nha các bạn. Bịch này mình nghĩ 5-7 phao vậy đó. Rồi để dành từ từ ăn thôi. Ok các bạn, thì đó là cái cách mình ăn táo. Và cảm ơn các bạn rất nhiều.